Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay pin cho iPhone 6 Plus, 6S Plus. Thì hai cái dòng iPhone này á, pin nó sẽ chung với nhau ha. Đây là con 6S Plus. Thì việc thay pin này á khá dễ dàng. Một số các bạn không biết thay pin á, thì các bạn đem ra tiệm thì người ta sẽ lấy công 150k ha. Nói chung là không đáng. Nhiều khi các bạn không biết cái chất lượng pin như thế nào thì đây á, mình có thể đi ra ngoài mình mua cái pin chính hãng, chẳng hạn như ở đây là có cái pin Pisen ha. Rồi mình về mình tự thay được. Nói chung cái thao tác mà thay pin cho iPhone 6 Plus, 6S Plus này á, khá đơn giản. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thay dễ ha. Lưu ý cho mình á, là vị trí ốc khi mình tháo ra, các bạn nên nhớ lưu ý gắn đúng vị trí, nhất là những cái ốc mà gắn trên gần số cách màn hình á, khi mà nó ốc dài ốc ngắn khác nhau, mình mà không nhớ vị trí mình gắn lộn á, nó sẽ cấn bể màn hình hoặc là cấn nó làm ảnh hưởng đến bo ha, nó sẽ không hiển thị. Rồi ở đây mình sẽ tắt nguồn đi. Cũng như các bước đầu tiên, mình sẽ tháo cái khay sim ra. Ốc Philips đó là hai ốc mình dùng cái vít sao vít năm cạnh. Mình lưu ý gắn như thế nào á, từng vị trí ốc á mình ráp y hệt như vậy, và mình đừng có bỏ lộn vị trí ha. Các bạn không phải là thợ nên việc mà ghi nhớ vị trí ốc hơi khó, nên ở đây mình nói cho các bạn thấy, các bạn sử dụng một cái khay từng vị trí như thế nào thì mình đã riêng ra. Tiếp theo đây mình sẽ dùng một cái cục hít, mình hít đây, mình dùng tạm cái cục hít như thế này ha. Cái này là các bạn mua ở ngoài cũng có, hoặc là mấy cái chỗ mà làm kiến mắt kiến á nó có ha. Thì mình, mục đích đó là mình kéo lên tạo cái hở chỗ này, rồi mình nhét một miếng kẹt hay miếng phim này vô. Trong trường hợp á mà những cái máy zin nó chưa bung tháo gì đó, thì để dễ mở hơn thì mình sấy no sơ, mình lùm cái máy sấy tóc á, mình sấy sơ sơ ha, cái phần viền này nè, cho nó nóng lên là cái keo á nó sẽ bung ra. Đây mình nắm mình rút đây nè, ở đây mình sẽ thấy khoảng hở. Nếu mình có móng tay á, mình lẫy vô cái khoảng hở này, hoặc là không có thì mình dùng miếng kẹt này nè, miếng phim mỏng ha, mình nhét vô đây. Rồi các bạn vừa giật kéo ra mà vừa đẩy cái miếng phim này để cho cái keo á nó bung ra ha. Đẩy làm từ từ thôi. Trong trường hợp cái máy Samsung khi mà các bạn mở ra thì các bạn cũng nên dùng cái phim này ha, nó sẽ không bị cấn ha. Đó, mình đẩy từ từ để mình đẩy thôi. Nói chung thay màn hình nè, hoặc là thay pin á, là trong tầm tay các bạn có thể làm được ở nhà. Mình mua cái linh kiện tốt về mình thay, nhưng tiền công á bên ngoài lấy cao ha, mà mình làm ở nhà thì không có lấy tiền công. Đó, mình lẫy lên. Thì trên đây á nó sẽ có cái phần seal. Đây, ở trên đây có 5 ốc ha. Ở dưới đây là có seal của cái socket pin, có này socket màn hình cảm ứng ha. Thì thay pin á, trước tiên á mình phải tháo cái màn hình này ra trước. Chứ một số các bạn mà không để ý á, các bạn cứ
thao tác lấy cái pin ra thì vô tình đó mình làm đứt cái cáp màn hình nè, hư cáp luôn ha. Ở đây mình giờ dùng cái vít ba ke để tháo cái ngóc. Mình lưu ý nhắc lại là một lần nữa là những cái vị trí ốc á, thì ở vị trí nào á thì mình đã đặt vị trí đó. Như đây mình có một cái khay để đựng ốc ha, đây nè, vị trí bên trái bên phải gì đó cho nó dễ phân biệt. Ốc nào mở ra thì nằm vị trí đó, để tí nữa mình ráp lại á nó không bị lộn ốc. Còn trường hợp nó cứng nó đội lên á, nó sẽ ảnh hưởng đến bo hoặc là ảnh hưởng màn hình, nó làm tối đen màn hình nó không hiển thị. Mình nên tháo cái màn hình ra trước nha, rồi sau đó mình mới tháo pin được. Đó, từng vị trí từng khay ốc nó nằm bên trái bên phải gì đó thì mình để cho tương ứng. Đây là cái siêu, tiếp đó mình gỡ luôn cái siêu của pin ha, để sóc cách pin thế nào. Ở đây mình sẽ tháo cái sóc cách pin ra trước nha, thì chỗ ngay chỗ cái siêu mình vừa tháo ra đó, rồi mình đẩy đó, cái socket pin mình đã tháo ra rồi nha. Thì tiếp theo á mình tiếp tục tháo mấy cái socket màn hình ha, cảm ứng ở trên đây nè. Mình không có cái cây bằng nhựa thì mình có thể dùng móng tay á, mình lại nhẹ nhẹ lên nha. Nhiều bạn á làm mạnh quá nó sẽ bị hư socket, còn nếu mình có cái cây này nè thì mình làm dễ thao tác, dễ dàng hơn ha, nó an toàn hơn. Đó, như thế này mình lấy cái màn hình ra trước rồi. Đây là phần pin của nó. Các bạn lưu ý cho mình á, khi mình muốn thay pin thì phía dưới này nè nó sẽ có ba cái miếng băng dính nè, màu đen đen á, thì mình có thể mình lấy cái nhíp hoặc là cái mũi dao á, mình nạy xong rồi mình kéo từ từ ra. Đối với những cục pin mà nhìn mà nó có mới có ba cái miếng băng dính như này nè, băng dính hai mặt ha, nó cố định pin. Còn đối với những cái máy mà nó đã thay pin nữa, bình thường á thì người ta sẽ dùng cái băng dính hai mặt thông thường thôi, chứ không loại băng dính keo. Thì mình có thể dùng cái nhíp hoặc là cái dũa ngón tay á, mình nạy lên ha. Đó, như đây mình sử dụng một cái dũa móng tay, rồi mình nạy nhẹ đây. Đó, nhẹ bên hông. Trong trường hợp á mà các bạn nhìn nạy nó khó thì mình có thể dùng ít cồn. Cồn y tế cũng được nha, cái cồn 90 độ á. Rồi, mình làm ướt cái đầu cồn á, rồi mình nạy nha, làm sao cho cái phần keo á nó bung ra, nó sẽ dễ bung hơn. Này khá kín nè, khá xích đó. Đây là mặt keo hai mặt của nó ha. Mà lại là cái quá trình mà tháo pin ra khá dễ dàng. Rồi sau đây mình tiến hành mình thay pin mới vô. Một pin mới các bạn mua về yêu cầu trước tiên á là mình phải đo cái điện áp. Ở đây mình có cái đồng hồ ha.
Các bạn chỉnh cho mình cái thang đo 10V đi, để mình đo cái điện áp của pin mình cần thay thế. Rồi, trên cục pin đó nó sẽ có hai chân ha. Đây nè, bên âm bên dương á, thì mình lấy đồng hồ mình đo trước. Trường hợp nó yếu quá thì mình kích pin ha, còn không kích được á, nhiều khi pin hư á, mình thay vô là nói chung mất thời gian của mình thôi. Đây, mình đo điện áp trước. Đó. Mình đo được cái giá trị điện áp của mình đó là khoảng 3,7V nè. Vậy là ok. Đối với những trường hợp mà pin nó bảo hành thì các bạn yên tâm, các bạn gắn vô ha. Còn những trường hợp mà pin bị lỗi á, thì mình cứ đem ra cái chỗ mà bán pin á, nó sẽ đổi cho mình cục pin mới. Rồi, mình sẽ tiến hành mình gắn vô. Các bạn bên ngoài nó sẽ bán một số cái miếng dán hai mặt như thế này nè, để dán pin á, thì mình có thể mua, hoặc là mình có thể dùng băng keo hai mặt đó, loại mỏng á, mình dán phía sau pin này để cho nó cố định. Rồi, mình ráp cho thôi. Mình khuyến các bạn là khoan gắn cái socket pin vô trước nha. Mình gắn socket màn hình vô trước đi. Socket pin đó mình gắn cuối cùng ha, để tránh trường hợp nó chậm chập gì á, nó sẽ cách ly cái mainboard này trước. Rồi, đây là cái màn hình của nó. Nó sẽ có 3 cái sợi cáp ha. Thì theo thứ tự là 1, 2, 3. Cáp đầu tiên á, mình sẽ gắn trước, rồi đến cái phần cáp thứ hai và cái cáp thứ ba. Thì tương ứng ba cái này đó là ba cái socket nó gắn trên cái mainboard này nè. Đó. Nhưng mà theo cái thứ tự của từng sợi cáp, các bạn đừng để nó chồng chéo nhau nha. Đây. Như đây là cái cáp dọc nè, mình gắn trước. Mình lấy bằng tay á, mình nhét vô cũng được ha. Rất dễ. Ấn vô là nó vô rồi. Các bạn ấn vô nó kêu cái tách một cái là ok ha, dùng tay á, ấn nhẹ tay thôi. Rồi, cái phần mà socket dài á, gắn tiếp cái phần thứ hai. Đừng để nó chồng chéo cáp ha. Đó, nó kêu cái tách một cái là. Đó. Còn cuối cùng là phần cáp thứ ba. Mình gắn vô. Rồi. Lúc này á, mình có thể thử mình gắn cái socket pin vô ha. Bật nguồn lên mình thử trước. Coi nó ok không? Đó, nó sẽ lên nguồn bình thường. Như vậy là pin ok nha các bạn. Rồi, lúc này mình mới gắn socket vô. Đây, từng vị trí của nó, mình gắn socket trên màn hình trước. Nó cũng khá dễ dàng thôi. Để đúng vị trí. Rồi, lúc nãy á, mình đã để những con ốc ở vị trí nào thì mình gắn vô. Đó, một tay mình giữ mình gá đây. Đó, một tay mình siết ốc. Lưu ý cho mình á là đừng có để mà gắn lột ốc nha. Ốc dài, ốc ngắn ở vị trí nào thì mình nhớ. Thì tốt nhất á, mình không phải là thợ thì mình để cho cái một cái khay nào đó. À, giúp mình đánh lộn ốc á, nó sẽ nhiều khi á, nó sẽ hư màn hình ha, hoặc là bị ảnh hưởng đến bo á, nó sẽ không hiển thị cho mình được. Siết ốc thì siết vừa tay thôi ha, thấy nó cứng là thôi.
đừng có quá lỏng quá chặt là được. Rồi đến cái phần mà siêu pin, đó như con ốc nè, ở vị trí bên trái thì mình để riêng ra, mình bắt cho đúng, bên phải tương tự, như vậy nó không bị lộn ốc ha. Rồi vậy là xong. Đây nè, ở trên cái màn hình của mình á, phía này nó sẽ có một cái nhèm để mình gài vô, nên mình ấn nè, mình ấn sát cái màn hình, đẩy mình đẩy lên phía trước nha. Đó, mình đẩy cho nó sát nè, ốp cái này mình sát vô. Rồi, mình bóp nhẹ thôi. Đây. Đẩy sát xuống và bóp nhẹ là nó khít vô rồi. Một số các bạn á, muốn kỹ hơn á, thì mình giờ dùng cái ron, cái keo dán ron là E7000 hoặc là B8000 gì đó, mình dán vô ha. Còn ở đây mình không cần. Rồi mình bật nguồn lên mình kiểm tra. Đó, vậy là ok ha, nó không bị cấn màn hình ha. Rồi hai con ốc đuôi này mình gắn vô luôn, dùng cái bích sao 5 cạnh. Nói chung quá trình thay pin cho iPhone này khá dễ dàng. Một số các bạn mà đem ra cửa hàng thì nó lấy cái giá mà công thay nó bằng cái giá linh kiện luôn. Mình ví dụ như cục pin các bạn mua 150.000 thì bên ngoài nó sẽ bán lấy tiền công 150.000 luôn. Mà cái thao tác của nó thay á khá dễ dàng ha. Thì ở đây mình có thể tự tay ở nhà, mình sẽ tiết kiệm 150.000. Đó, cuối cùng mình gắn lại cái khay sim là xong. Khá dễ dàng. Các bạn lấy cáp sạc Lightning á, mình cắm vô mình kiểm tra sạc luôn ha, nó có sạc được không ha. Đây, nó báo đang sạc nè. Rồi, hiện xem xét nha các bạn. Là ok ha. Mình đã, tại vì những cái pin mà các bạn mua mới này á, nó sẽ có thời gian bảo hành cho mình. Trong thời gian trục chặt hoặc là pin nó có vấn đề gì á, bị lỗi do nhà sản xuất á, thì mình ra cửa hàng mình đổi lại cái pin mới. Cái giáo này hướng dẫn cái cách thay pin cho iPhone 6 Plus, 6S Plus. Đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.